Chào các bạn, trong video này Blog giảm giá sẽ chia sẻ đến bạn một chương trình rất là ý nghĩa đến từ Lazada, đó chính là chương trình Lazada for Good. Chương trình này sẽ giúp bạn ủng hộ những vật phẩm, những hàng hóa thiết yếu đến vùng dịch Covid đang bị giãn cách ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện cho mọi người ủng hộ những người khó khăn trong vùng giãn cách về dịch Covid, đồng thời cũng là để nâng cao giá trị của thương hiệu Lazada kết hợp cùng Zalopay, siêu thị không đồng và các nhà bán hàng ở trên sàn thương mại điện tử Lazada đưa ra chương trình Lazada for Good. Vậy thì Lazada for Good là gì? Nói một cách đơn giản, đây là chương trình kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng đến vùng bị giãn cách do dịch Covid. Cơ chế hoạt động của Lazada for Good rất là đơn giản thôi. Bạn sẽ mua hàng ở trên Lazada, sau đó là gửi đến cái địa chỉ mà Lazada cung cấp, cụ thể là siêu thị không đồng. Sau đó là Lazada sẽ phân loại những cái hàng hóa mà tất cả mọi người đã ủng hộ rồi đưa đến vùng dịch giúp cho bạn. Vậy thì Lazada for Good được kiểm soát ra sao? Toàn bộ những vật phẩm, mặt hàng mà bạn ủng hộ sẽ được kiểm toán độc lập bởi công ty Deloitte Việt Nam. Có lẽ điều bạn thắc mắc nhất bây giờ chính là liệu cái vật phẩm và hàng hóa mà bạn ủng hộ có đến được vùng dịch không? Liệu rằng nó có bị thất thoát không? Thì câu trả lời của mình là các bạn có thể yên tâm nhé. Bởi vì sao? Bởi vì là toàn bộ nó sẽ được kiểm toán một cách độc lập bởi bên thứ ba, đó chính là công ty Deloitte Việt Nam. Và Deloitte là một trong số 4 cái ông lớn trong ngành kiểm toán, kế toán và tư vấn tài chính. Cái công ty này được thành lập từ năm 1845 tại Anh. Và bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy các thông tin về công ty này ở trên Google cũng như là trên mạng Internet. Nếu như bạn cảm thấy tin tưởng chương trình Lazada for Good và bạn muốn tham gia chương trình này, muốn ủng hộ đến những người đang gặp khó khăn ở vùng dịch Covid, vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách ủng hộ qua chương trình Lazada for Good này nhé. Các bước để mua hàng từ thiện qua Lazada for Good về cơ bản thì nó cũng hoàn toàn tương tự như khi bạn mua hàng ở trên Lazada thôi. Chúng ta sẽ tiến hành chọn sản phẩm này, sau đó là điền địa chỉ nhận hàng đến siêu thị không đồng để Lazada tiến hành phân loại và sắp xếp. Sau đó là các bạn sẽ phải thanh toán trả trước bằng ví Zalopay hoặc là thẻ ngân hàng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn trực tiếp ở trên app để cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là các bạn hãy truy cập vào cái link chứa tất cả những cái sản phẩm từ thiện ở trên Lazada bằng cách là truy cập link mà mình để dưới phần mô tả của video này nha. Khi mà các bạn truy cập vào link đó, các bạn sẽ nhìn thấy giao diện như thế này. Thì việc đầu tiên là các bạn hãy thu thập những cái voucher về Zalopay ở đây. Sau khi thu thập xong xuôi ấy, các bạn hãy xuống phía dưới chọn cái sản phẩm mà các bạn muốn mua để ủng hộ. Các bạn lưu ý là những cái sản phẩm nằm trong cái chương trình Lazada for Good này nó sẽ có cái logo nằm ở bên dưới như thế này nha các bạn nhá. Đấy, Lazada này, siêu thị không đồng, Zalopay này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Nó sẽ có cái logo này và tên sản phẩm ấy. Phía trước nó sẽ có cái chữ sản phẩm từ thiện như thế này. Thì ở đây Lazada để cho các bạn rất nhiều sản phẩm để các bạn chọn, bao gồm có thực phẩm này, rồi là chăm sóc cá nhân này, hay là đồ dùng cần gấp, đồ dùng hàng ngày này. Đấy, hoặc là đồ dùng tiện ích, kể cả có cả nồi cơm điện, máy cạo râu, ấm siêu tốc luôn, quần áo, đấy, kính bảo hộ, khẩu trang. Riêng mình thì mình sẽ ủng hộ gạo nha các bạn nhé. Đơn giản là bởi vì thực sự là ở những cái vùng dịch ấy, có rất nhiều người người ta chỉ kiếm ăn từng ngày thôi. Gạo đối với họ trong những lúc này là một thứ có thể nói là xa xỉ, cho nên là mình sẽ mua để ủng hộ gạo. Ở đây thì mình sẽ mua cái combo 5 túi gạo ngon này. Đấy, mỗi túi 1kg này. Đấy. Cái gạo này là loại ngon nha các bạn nhé, bởi vì là 5 cân mà những 140.000 thì đây là loại gạo ngon rồi. Và sau khi mình chọn được sản phẩm rồi, mình sẽ ấn nút mua ngay như thế này. Bây giờ các bạn lưu ý giúp mình là các bạn hãy chọn cái địa chỉ nhận hàng như trên màn hình mà các bạn nhìn thấy nhá. Tên là Lazada for Good này, số điện thoại đây ạ, 0909298985, địa chỉ là 577 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn phải để cái địa chỉ nhận hàng này là như thế này nhá. Và cái phí vận chuyển ấy thì nó sẽ được free ship luôn. Các bạn không mất phí vận chuyển, các bạn chỉ mất cái tiền mua sản phẩm này thôi. Lazada sẽ hỗ trợ các bạn cái phí vận chuyển này. Và mình lưu ý các bạn ấy là các bạn phải thanh toán trả trước nhá, chứ không thanh toán trả sau được. Mình khuyên là các bạn là hãy chọn phương thức thanh toán là ví Zalopay để có thể áp dụng được cái voucher mà chúng ta lưu ở phần trước nhé. Chọn phương thức thanh toán xong rồi thì các bạn nhấn nút đặt hàng. Sau khi các bạn thanh toán thành công thì nó sẽ hiển thị như thế này. Các bạn có thể kiểm tra lại đơn đặt hàng bằng cách nhấn vào nút xem đơn đặt hàng ở đây. Bây giờ thì chúng ta chỉ việc theo dõi cái quá trình vận chuyển của đơn đặt hàng để xem bao giờ đơn hàng đến được cái địa chỉ của Lazada thôi. Như vậy, trong video này mình đã chia sẻ với các bạn chương trình Lazada for Good, một chương trình rất là ý nghĩa của Lazada để giúp bạn có thể ủng hộ được những cái vật phẩm, những mặt hàng thiết yếu đến những người khó khăn đang bị giãn cách ở vùng dịch Covid. Nếu bạn thấy chương trình Lazada for Good cũng như thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy nhấn like và chia sẻ đến mọi người để chúng ta cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Thay mặt cho những người đang gặp khó khăn ở vùng dịch COVID-19, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những bạn đã, đang và sẽ tiến hành ủng hộ thông qua chương trình Lazada for Good. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.